Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi tán tự game xe, bắt đầu với shopping mall parking. Mình sẽ mua một cái xe mới đi, unlock xong. Ok. Xong đó. Bay đi trời ơi. Nặng nào. Bây giờ máy không mở nhỉ. Nhâm tiếp nào. Roundabout true. Đây
đưa cho mẹ nào. Thì ga nút chiếc ga trên đây phải ở dưới đây. Ok, Roundabout spot level 9. Cái xe này ảo nhỉ. Chạm à? Really? Thank you.
Win hết rồi. Đây, có cái này. Campervan. Thank you.
quên. Construction. Level 24. Xe này xe bán tải các bạn. Rất giống xe Ford luôn. Cuối cùng nào, truck driver depot level 14. Ok, mình xin kết thúc video tại đây. Bye bye.